báo cháu vừa có cầm điện thoại của cô không? Dạ, điện thoại nào hả bác? Cháu cố nhớ lại xem có cầm nhầm của bác không? Chị Oanh ơi, chị cố nhớ lại xem chị có cầm nhầm của bác hay không? Cầm nhầm là xấu lắm chị ạ. Chị Giang cũng không tin chị à? Chị bảo là chị không cầm điện thoại bác ý mà. Đây là bác ạ. Có mua gì không? Để cho xem ạ. Wow. Hôm nay bác có nhiều đồ chơi với kẹo đấy. Quê của bác cũng sao chẳng nhiều đồ. Hôm nay bác có mấy hàng mới này, cháu xem đi. Vâng ạ. À, hôm nay cháu lần đầu tiên mới đến hàng bác đúng không? Vâng, tại vì bạn cháu chỉ cháu ra đây. Cháu ra xem thử. Ờ, thì cháu xem đi. Wow. Bác, đây là kẹo hình trái cây ạ? Nó các vị đi cháu. Ồ, đẹp thế bác. Cái này bao nhiêu ạ? 5.000 thôi cháu. Cái này cũng rẻ. Để cháu xem thêm nữa. Cháu xem đi. Cháu ơi. Cháu ơi. Lấy hình mặt cười đi. Cái này đẹp quá. Kẹo này bao nhiêu ạ? Cháu lấy thêm 2 cái. Đây cũng 5.000. 5.000 một cái. Ừ. Ba cái là 15.000. Cảm ơn. Bác ơi, thì ô mai bác bán bao nhiêu ạ? Ô mai này bác bán 10.000 một gói. Bác có mấy loại bác? 2 loại. Bác có 2 loại. Cháu lấy loại nào? Cháu loại này. Nó là từ 6, 25.000. Cháu có lấy thêm gì nữa không? Cháu ăn thử thôi ạ. Để cháu lấy tiền mà. Không mang ra ngoài hàng cho chị được à? Em chở nhiều hàng đến à? Thế chờ chị về luôn đây. Có khi phải mang cái túi lên về vậy. Bác phải về lấy hàng hả? Thế cháu gửi tiền luôn ạ. Thế cho hộ bác hàng được không? Cháu nhìn hộ bác một tí thôi. Trông cho hộ bác một tí thôi, bác đi về một tí thôi. Cháu hộ bác bác ơi, bác ơi, cháu không trông được đâu ạ. Cứ để cho bác chạy về nhà tí mà. Dạ vâng ạ, thầy cháu về nhá. Có tí hàng mà về nhà mệt quá lắm. Mình vừa nghe điện thoại xong, mình để điện thoại lâu nhỉ? Điện thoại không có trong ví. Mình sẽ để đâu nhỉ? Không, mình nghe xong mình để đâu nhỉ? Hay là mỗi khi con bé nó vừa ngồi đây, nó lại cầm của mình nhỉ? Thảm nào nó lại bảo có việc vội nó về. Chắc có khi con bé nó như này, có khi mình đuổi theo có khi không kịp. Hình như kia là Thúy Giang thì phải. Mình sẽ đuổi kịp em ý rồi cho em ý một cái kẹo. Thúy Giang ơi. Kẹo anh à? Sao hôm nay em về em không chờ chị? Hôm trước chị có dặn em chờ chị đâu, cho nên hôm nay em đi thẳng về luôn. Ừ thế à? Không sao. À chị có kẹo cho em ấy. Wow. Thôi cho em xem. Rồi. Ui, kẹo đúng chị, kẹo đúng chị đang ăn à? Ừ, chị vừa mới mua đấy. Wow, thơm đấy. Em móc luôn để ăn chị nhé. Ừ, thế em ăn đi. Thôi, hai chị em mình về đi. Đi không? Này này, cháu vừa có cầm điện thoại của cô không? Dạ, điện thoại nào hả bác? Cái điện thoại của bác ấy, lúc bác để đấy, cháu có cầm nhầm của bác không? Không ạ. Rõ ràng là lúc bác nghe điện thoại xong là có mỗi mình cháu ở đấy. Và bác để điện thoại ở bàn mà bây giờ không thấy đâu là nào. Cháu cố nhớ lại xem có cầm nhầm của bác không? Chị Oanh ơi, chị cố nhớ lại xem chị có cầm nhầm của bác hay không? Cầm nhầm là xấu lắm chị ạ. Chị Giang cũng không tin chị ạ. Chị bảo là chị không cầm điện thoại bác ý mà.
Điện thoại của bác nó cũng chả đáng là gì đâu, nhưng mà bác lưu nhiều số ở trong ý đấy. Nếu mà cháu có cầm nhầm thì cháu giảm cho bác. Nhưng mà cháu bảo cháu không cầm rồi, tại sao bác cứ đổ ăn cho cháu thế? Nhưng lúc bác đi ngoài cháu ra thì có ai đấy. Nhỡ cháu đi thì có người khác vào thì sao ạ? Điện thoại của ai đấy ạ? Nghe tiếng chuông quen quen nhỉ? Thấy không bác? Đó là điện thoại của bác đây rồi. Ôi giời ơi, bác để trong túi mà bác còn không nhớ. Cháu lo quá. Thôi bác xin lỗi cháu nhá. Bác đáng chí quá, bác chưa già mà đã lẫn rồi. Bác để trong túi này, bác cứ tưởng bác để ngoài. Dạ vâng, thôi không sao đâu ạ. Bác tìm thấy điện thoại là được rồi ạ. Thôi rồi, bác xin lỗi nhá. Vâng, không có gì đâu ạ. Thôi bọn cháu cũng về đây, tại vì muộn rồi ạ. Chào bác. Đi ạ.